Thưa quý vị, Nga và Ai Cập tập trận chung chống khủng bố. Một cuộc tập trận chung chống khủng bố giữa Ai Cập và Nga mang tên Defenders of Friendship 2018 sẽ diễn ra từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 10. Theo Reuters, quan sát viên tới từ 13 quốc gia trên thế giới đã được mời tới theo dõi cuộc tập trận này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nước được mời tới cuộc tập trận bao gồm UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Kuwait, Bahrain, Oman, Sudan, Jordan, Hy Lạp, Cộng hòa Czech, Serbia, Belarus, Armenia và Kazakhstan. Trong khi đó, trang web Bộ Quốc phòng Ai Cập đưa ra một tuyên bố nói rằng cuộc tập trận bao gồm trao đổi kinh nghiệm đào tạo cho các nhiệm vụ của các đơn vị đặc biệt, thực hiện nhiều hình thức bắn súng không điển hình, đào tạo lực lượng đặc biệt về chiến đấu và chống khủng bố. Hơn 400 lính dù tới từ các bên, 6 thiết giáp BMD-2 và 15 phi cơ trực thăng và phi cơ chiến đấu sẽ tham gia cuộc tập trận này.